Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, làng quê thân yêu dựng thêm những mái lá, trường của chúng ta ra đời giữa thời chiến tranh, qua muôn gian nan vẫn không hề lùi bước, vẫn vươn lên theo tiếng gọi của quê mình. Lời bài hát vang lên thật tự hào biết bao về một mái trường 50 năm tuổi, 50 năm xây dựng và phát triển, bao thế hệ cán bộ giáo viên của trường không ngừng phấn đấu trong công tác quản lý, giảng dạy, bao thế hệ học sinh của trường không ngừng hăng say học tập, luyện rèn. Với những nỗ lực đó, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Và hôm nay, hòa trong không khí tưng bừng cả nước kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Lễ kỷ niệm 50 năm xin được bắt đầu bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng trước sự chứng kiến của các vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh. Đỏ thắm màu máu đỏ của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, để đất nước ta nở hoa độc lập, đốt cháy tự do, nhân dân ta được ấm no hạnh phúc. Ngôi sao vàng là biểu tượng cho ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết quốc tế với bạn bè năm châu. Sao đỏ sao vàng năm cánh là hồn thiêng bất diệt, là biểu tượng bất diệt của độc lập tự do, ấm no hạnh phúc, là ước mơ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đất nước vinh quang cờ sao đỏ thắm hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thầy trò trường ta nguyện một lòng giữ cho lá cờ tổ quốc mãi kiêu hãnh tung bay. Phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Lòng ta trong sáng hơn, khi quyền cùng người vươn tới bãi vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Tay rắn chắc của các em học sinh tượng trưng cho 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, 50 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang. Các thế hệ nhà giáo của nhà trường đã đưa biết bao chuyến đò tri thức cống hiến thành công,